Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về đặc sản thịt trâu gác bếp và đặc sản thịt lợn gác bếp của bên mình. Đây là thịt lợn gác bếp, như các bạn có thể nhìn thấy. Đây và đây là thịt trâu gác bếp này. Túi này là thịt trâu gác bếp như các bạn có thể nhìn thấy. Đấy và vì cách ăn hai thịt trâu gác bếp và thịt lợn gác bếp này là hoàn toàn là giống nhau. Các bạn cứ hấp cách thủy. Sau đó là ăn, hấp cách thủy khoảng 20 phút nhé. Đây mình đã chuẩn bị một cái nồi rồi. Và bây giờ mình bóc vào mình hấp cách thủy để mình quay cho các bạn xem. Các bạn đợi mình chút, mình sẽ quay. Vâng, đây và mình đang hấp cách thủy. Sau khi hấp khoảng 20 phút mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nhé. Rồi. Đấy. Sau khi hấp 20 phút thì các bạn sẽ lấy ra và thưởng thức, tắt bếp lấy ra thưởng thức. Thưởng thức cũng rất là nhanh thôi. Có cái miếng đỏ đỏ ấy. Đây miếng đỏ này là miếng thịt lợn này, thịt lợn gác bếp này. Thịt lợn gác bếp. Đó. Miếng đen to này là thịt trâu gác bếp nha các bạn nha. Đấy. Và đây mình sẽ nhờ bạn nữ bạn ấy xé này. Rồi chúng mình cùng thưởng thức. Mời các bạn nhé. Mời các bạn cùng thưởng thức. Đây là thịt trâu gác bếp. Nhưng các bạn có thể thấy là rất là dai. Rất là dai, rất là khó xé. Và màu thịt rất là hồng đúng không? Đây mình quay đang trong điều kiện là ánh sáng hơi tối. Các bạn chịu khó nhìn nhé. Có thể các bạn nhìn không rõ, không được rõ, không được sắc nét cho lắm. Đó. Cái thịt này thì các bạn vừa ăn vừa xé thì rất là ngon nhé. Không cần phải xé trước hết ra, xé trước hết ra thì ăn nó cảm giác nó mất ngon ấy. Các bạn cứ ăn đến đâu và các bạn tự xé đến đấy. Một gói nửa cân như này ấy, bạn về bạn hấp lên bạn xé được hai đĩa đầy nhá. Hai đĩa đầy là mình xé như mình đang xé này này, chưa cần phải đập đâu. Chứ các bạn nếu mà đập ra ấy, các bạn đập tơi bông ra trước khi xé, đập tơi ra sau bạn xé thì được nhiều hơn hai đĩa, có thể là được tầm khoảng ba đĩa. Nếu là tơi rất là bông thì cũng rất là ngon. Như đây mình ăn nên là mình không cần phải đập. Thường ở các nhà hàng, các quán ấy, người ta hay đập bông ra để cho nó được nhiều. Đó. Rất là dài. Bạn nữ này bạn ấy phải cắt bạn mới có thể xé được miếng thịt trâu của các bạn ăn. Và các bạn có nhu cầu mua hàng thì gọi điện số hotline trên màn hình nhá. Cảm ơn các bạn.